Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy làm việc tại huyện Triệu Phong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với tập đoàn Lenzing Áo. Quảng Trị chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp canh tác tự nhiên và một số điểm di tích lịch sử tại huyện Triệu Phong. Cùng đi có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chuyến khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cùng đoàn tham quan mô hình sản xuất lúa theo phương pháp canh tác tự nhiên tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. Đây là mô hình tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Cũng trong chuyến khảo sát thực tế lần này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm một số di tích lịch sử cách mạng như di tích chợ Sải thuộc làng Hầu Kiên, xã Triệu Thành. Đây là nơi chuột Sải Nguyễn Phúc Nguyên lập từ thế kỷ 17. Chợ Sải còn có các món ăn dân dã nổi tiếng tồn tại cho đến ngày hôm nay và trở thành đặc sản của địa phương. Tại xã Triều Giang, đồng chí Bí thư cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm bia di tích lịch sử cách mạng thôn Tiền Kiên và miếu thờ Thái Phó Nguyễn Cư Dĩ. Đây là những di tích lịch sử quan trọng gắn liền với văn hóa của vùng đất này. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao cách làm của huyện Triệu Phong trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là mô hình sản xuất lúa theo phương pháp canh tác tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho bà con nông dân và đưa sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. Hướng đi thì nó đã đúng, mô hình nó đã có. Cho nên là năm 2017 và những năm tiếp theo, thì huyện phải chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp sớm tổng kết cái mô hình về phát triển kinh tế hộ và liên kết hộ theo hướng tiếp cận là cánh đồng lớn và mô hình sản xuất theo cái hướng là nông nghiệp hữu cơ tiềm cận dân với nông nghiệp chất lượng cao để nhân diện ra trên địa bàn. Hiện nay là có 1.000 hộ, nhưng mà cuối năm phải là con số phải cao hơn, phải gấp đôi. Hiện nay mới có 15 hecta làm điểm về lúa, thì thời gian tới phải có hàng nghìn hecta đúng với tính chất của cánh đồng lớn. Hiện nay mới có 1.000 hộ chăn nuôi theo hướng là sạch thì phải liên kết, và từ đó ngành nông nghiệp của tỉnh giúp cho huyện làm tốt công tác chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tính toán chủ động bao tiêu sản phẩm với vai trò là của doanh nghiệp để đảm bảo cho nông dân yên tâm sản xuất, tránh cái việc phá vỡ cái quy luật trong sản xuất, nghĩa là không để cho cung vượt cầu. Cùng với việc xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp canh tác tự nhiên, thì huyện Triệu Phong cũng cần xác định và xây dựng quy hoạch cụ thể để thúc đẩy lĩnh vực văn hóa du lịch phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Để cho nên về du lịch ấy, thì tôi đề nghị thế này. Các đồng chí đều biết du lịch nó phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là hạ tầng du lịch và sản phẩm du lịch. Hạ tầng du lịch thì chắc chắn là phải mời gọi đầu tư trong bối cảnh này. Nhưng mà sản phẩm du lịch thì phải do chính con người chúng ta tạo ra, để hướng các tour tuyến và các tập khách thập phương đến đây để làm cái du lịch. Thì đối với Triệu Phong, theo tôi nghĩ thế này, cần phải có chiến lược và nghiên cứu dài hơn, đây là vấn đề về thận trọng. Nhưng mà rõ ràng tôi nhận thấy có một tiềm năng rất lớn với những cái di tích lịch sử của Chúa Nguyễn Hoàng, với cái địa dân, gần với cái địa dân của thực ra nói là vùng Triều Hải, nó lại có nhiều điểm di tích. Rồi có cái nhà lưu niệm của Tổng Bí thư Lê Duẩn, có nơi cái phát tích của Phật giáo. Đó là những cái tiềm năng. Nhưng mà biến cái tiềm năng đó thành hiện thực thì tôi đề nghị các đồng chí phải nghiên cứu để làm một cái sản phẩm như thế.
Với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu huyện Triệu Phong trong thời gian tới cần chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp để phát triển kinh tế hộ, xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tiềm cận với nông nghiệp chất lượng cao để nhân rộng trên địa bàn, giúp bà con nông dân an tâm sản xuất. Ngoài phát triển chăn nuôi lợn, lúa, cần nghiên cứu để phát triển thêm kinh tế vùng gò đồi, phối hợp với các ban ngành liên quan phát triển cụm công nghiệp Bắc Ải Tử trở thành cụm công nghiệp mũi nhọn trong phát triển khu kinh tế Đông Nam. Đối với văn hóa du lịch, cần quy hoạch và có chiến lược, nghiên cứu dài hơi, hợp lý, cho ra đời sản phẩm văn hóa du lịch nhằm biến tiềm năng thành hiện thực. Đồng thời, tập trung hơn nữa phương thức lãnh đạo nhằm xây dựng khối đoàn đoàn kết, đưa quê hương Triệu Phong ngày càng phát triển giàu mạnh. Hôm nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm từ phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2016, gắn với kiểm điểm theo nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại tá Trần Minh Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Năm 2016, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đoàn kết, kỷ luật nghiêm, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần có kế hoạch phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, nắm bắt kịp thời những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ở các tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, đổi mới việc đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm, bảo đảm khách quan, trung thực. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình công tác mặt trận năm 2016 và chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chương trình trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong năm 2017 là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong năm qua. Để tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong năm 2017, đồng chí yêu cầu Ủy ban Mặt trận các cấp bám sát năm chương trình công tác đã đề ra nhưng phải thực hiện có hiệu quả, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban ngành đoàn thể, trong đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất tư tưởng và quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Ngoài ra, đồng chí đồng ý chủ trương đối với những kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc tỉnh như các chương trình phối hợp để Ủy ban Mặt trận tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong hệ thống mặt trận, đặc biệt là việc thực hiện luân chuyển cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2017, với chủ đề công tác nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, trọng tâm là khối địa bàn dân cư và phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm chỉ tiêu cơ bản. Phiên làm việc cũng đã tập trung thảo luận các nội dung như nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của các cấp bộ đoàn, giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, quan tâm đến các chương trình đề án khởi nghiệp cho thanh niên, thúc đẩy phong trào thanh thiếu niên ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao các hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong năm qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần xây dựng nhiều hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm xoay quanh bám sát chủ đề công tác của năm 2017. Trong đó chú trọng đến việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn cần xây dựng những chương trình hành động tạo cơ hội phát triển cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên khu vực nông thôn. Cần lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần, ý chí làm việc và sự cầu tiến của những người làm công tác đoàn đến các chương trình hành động do các cơ sở đoàn tổ chức để tạo nên hiệu ứng tích cực cho hoạt động. Cần đẩy lùi tệ nạn ma túy và các điểm nóng về ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay. Việc đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ và đoàn viên tham gia vào phát triển kinh tế xã hội địa phương hiệu quả, có chiều sâu cũng là một yêu cầu trọng tâm mà đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại phiên làm việc chiều nay. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập đoàn Lenzing của Áo đang tìm hiểu xúc tiến đầu tư dự án tại Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tập đoàn Lenzing của Áo là nhà sản xuất sơ sợi nhân tạo hàng đầu thế giới, có trụ sở đặt tại Áo, chuyên sản xuất sợi từ gỗ rừng trồng, cung cấp cho ngành dệt may trong nước và trên thế giới. Được tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện, sau khi đi khảo sát thực tế tại nhiều nơi, tập đoàn nhận thấy đây là nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt và quỹ đất trồng con lớn, đặc biệt nằm trên tuyến hành lang Đông Tây, thuận lợi cho việc xuất khẩu sản phẩm. Do đó, mong muốn tỉnh dành cho tập đoàn khoảng 100.000 ha để vừa sản xuất giống, vừa trồng rừng bạch đàn đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ FSC. Đồng thời, tập đoàn sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất bột với giá trị khoảng 1 tỷ đô la. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Quảng Trị là địa phương có vùng nguyên liệu gỗ dồi dào, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm 1 triệu mét khối và tỉnh đang tiến hành chuyển đổi 30-40.000 ha đất nghèo sang trồng rừng sản xuất. Hiện nay, tỉnh đang có chủ trương thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu nguyên liệu gỗ rừng trồng. Do đó, rất hoan nghênh tập đoàn Lenzing có ý định đầu tư trồng rừng và xây dựng nhà máy. Về phía tỉnh sẽ tạo những điều kiện tốt nhất từ việc lựa chọn địa điểm đặt nhà máy và tính toán ưu tiên quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu, cũng như thực hiện các chính sách ưu đãi trong đầu tư. Sau buổi làm việc này, mong muốn tập đoàn sớm xây dựng kế hoạch và tiến hành các bước triển khai dự án. Sáng nay, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quân Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra và làm việc với các cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai đầu tư 4 dự án sản xuất vật liệu xây không nung với tổng công suất thiết kế đạt 80 triệu viên một năm. Riêng nhà máy sản xuất gạch polymer của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Biển Hải cho đến nay đã tạm dừng hoạt động. Qua kiểm tra cho thấy, các nhà máy đều đang duy trì hoạt động ổn định, luôn nỗ lực đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Riêng nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng hoạt động sản xuất chỉ khoảng 30% công suất thiết kế, hàng tồn kho còn khá cao. Sau nhiều năm triển khai thì việc phát triển vật liệu xây không nung vẫn còn gặp nhiều hạn chế, như sản lượng tiêu thụ sản phẩm không cao, thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế. Một số công trình sử dụng gạch không nung có hiện tượng nứt trong các khối xây. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quân Chính một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng vật liệu không nung trong xây dựng. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng cần có văn bản chỉ đạo các nhà máy sản xuất gạch quy chuẩn đạt mác 75 trở lên. Đồng thời, các nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh cần phải chủ trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt được sự tin tưởng của khách hàng, đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm vật liệu không nung đến người tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng để có sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành thông tư quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2017. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay với nhiều điểm mới có lợi cho thí sinh dự thi. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Thưa bà, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có rất nhiều điểm mới thuận lợi cho thí sinh dự thi. Vậy xin bà cho biết những cái điểm mới đó là gì ạ? Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có rất là nhiều điểm mới so với các kỳ thi trước. Thứ nhất là kỳ thi diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 22, 23 và sáng 24 tháng 6 năm 2017.
Và thi tốt nghiệp là gồm có 5 bài thi, trong đó là thi môn, bài thi môn toán, văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp của các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Điểm thứ hai đó là mỗi tỉnh thì chỉ tổ chức một cụm thi tại các trường hoặc liên trường ở các huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh. Điểm thứ ba là mỗi thí sinh trong quá trình thi thì làm một bộ một mã đề đã được mã hóa riêng, và trong đó thì chỉ có môn thi văn thi theo hình thức tự luận, còn tất cả 4 bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Và điểm mới nữa đó là ngoài 3 bài thi bắt buộc thì khuyến khích học sinh đăng ký thi 2 bài thi tự chọn để có nhiều cơ hội hơn trong việc xét tuyển đại học cao đẳng. Và điểm mới nữa đó là trong quá trình thi thì giáo viên các trường trung học phổ thông cùng với giảng viên các trường cao đẳng đại học cùng tham gia chấm thi. Và đồng thời trong kỳ thi lần này cũng tiếp tục sử dụng kết quả học của học sinh lớp 12 với kết quả các bài thi để xét tốt nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra một cách thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất, thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ triển khai những cái công việc gì ạ, thưa bà? Ngành giáo dục đào tạo trong cái thời gian vừa qua đã tập trung chỉ đạo các cái hoạt động để hướng tới triển khai một kỳ thi có hiệu quả, an toàn và đúng theo quy định. Trước hết thì ngành giáo dục đào tạo đang tập trung để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để học sinh, phụ huynh và toàn xã hội nắm rõ những cái đổi mới trong kỳ thi năm nay để học sinh thực hiện một cách thuận lợi, hiệu quả nhất trong cái kỳ thi sắp tới. Thứ hai là ngành đang tập trung để chỉ đạo hoàn thành khung chương trình của năm học 2016-2017, trong đó tập trung giữ vững cái kỷ cương, nề nếp, nâng cao cái chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy và học. Thứ ba là tập trung vào việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, tập huấn về công tác thi, rồi sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc ra đề, hướng dẫn tổ chức các hoạt động dạy và học để mà giáo viên cũng như học sinh tiếp cận một cách tốt nhất các cái nội dung cơ bản của kỳ thi. Một việc thứ tư nữa là tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cái việc ôn tập của cái kỳ thi để học sinh có thể tiếp cận một cách nhanh nhất với những cái thay đổi của cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và điểm cuối cùng đó là ngành đang tập trung toàn ngành để xây dựng một kế hoạch tổng thể cho việc tổ chức cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi đạt cái kết quả và hiệu quả cao nhất. Vâng, xin cảm ơn bà. Hôm nay, đoàn công tác của Bệnh viện Ebina General Hospital Nhật Bản do bác sĩ Masakazu Nagaoka, giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, đã đến trao đổi về chuyên môn với các bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp và thực hiện thao tác lâm sàng một số ca bệnh khó trên người bệnh tại đơn nguyên tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các bác sĩ chuyên ngành tim mạch Bệnh viện Ebina Gareran đã trao đổi kinh nghiệm và thực hành chuyển giao kỹ thuật, phẫu thuật đối với các ca bệnh khó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là những kinh nghiệm quan trọng giúp các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chuẩn đoán và điều trị các bệnh lý chuyên ngành tim mạch can thiệp. Đây là cơ hội quý để đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có cơ hội cập nhật kiến thức y khoa tim mạch mới, hiện đại nhằm ứng dụng hiệu quả vào công tác khám, điều trị, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của tỉnh đưa Đông Hà lên đô thị loại 2 đến năm 2020. Trong thời gian qua, thành phố tiếp tục quy hoạch, mở mang và xây dựng thêm những khu đô thị mới. Theo đó, giao thông là một trong những yếu tố quan trọng tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển các khu đô thị mới. Tuyến đường Tuệ Tĩnh ở khu phố 4 phường Đông Lễ hiện đang được gấp rút thi công cũng nằm trong mục tiêu này. Công trình đường Tuệ Tĩnh và cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên tuyến ở khu phố 4 phường Đông Lễ có tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng. Riêng đường Tuệ Tĩnh nối đường Lê Thánh Tông và đường Trường Chinh hướng sang đường Lê Lợi có chiều dài 500 m. Đây là khu vực đông dân cư và có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, nhưng mạng lưới giao thông phát triển còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại của nhân dân. Việc xây dựng đường Tuệ Tĩnh và cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên tuyến đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân
nên được bà con nơi tuyến đường đi qua đồng tình hưởng ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Thì là tôi cũng thấy cảm thấy rằng là có đường thì sạch, sạch đẹp, mà thành phố đẹp thì gia đình nhà tôi cũng đẹp, tôi cũng rất mừng vấn đề đó. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng thiệt thòi rất nhiều là vì nằm trong thẻ đỏ của tôi là 800 m², bây giờ nhà nước cấp tôi 3 nền là có 400 m², tôi vẫn chấp nhận hy sinh, tôi chấp nhận những cái thiệt thòi của tôi để đóng góp một phần nhỏ bé của tôi vào cái thành phố này. Theo thiết kế, đường tuyến tỉnh có chiều rộng 13 m, bao gồm cả lề đường, đảm bảo cho người và phương tiện giao thông thuận tiện trong nhiều năm tới. Mặt đường sẽ được thảm bê tông nhựa theo tiêu chuẩn của đô thị. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Quảng Trị, huy động phương tiện cơ giới và nhân lực tích cực giải phóng mặt bằng, bóc phong hóa, đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu tuyến đường này và đặc biệt là công trình này hoàn thành thì nó sẽ góp phần giao thông đi lại rất là thuận tiện cho người dân xung quanh khu vực này, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và tạo tiền đề phát triển cái khu dân cư mới hai bên tuyến đường của Tuệ Tĩnh. Theo dự kiến, công trình đường Tuệ Tĩnh và cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên tuyến sẽ được đơn vị thi công hoàn công vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Khi công trình hoàn thành, không những tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương trong khu vực, mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí nâng loài đô thị cho thành phố Đông Hà. Đồng thời, đây cũng là món quà có ý nghĩa thiết thực chào mừng 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tin chúng tôi vừa mới nhận được, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sáng nay đã phát hiện thêm một quả bom tại khu vực công trình mở rộng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Quả bom được tìm thấy nằm ở độ sâu 1,5 m, thuộc bom KM81 với chiều dài 1,1 m, nặng 113 kg. Quả bom này còn khá mới với nước sơn và kính định hướng vẫn còn nguyên vẹn. Sau hơn 2 giờ, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam đã di chuyển quả bom lên khỏi mặt đất an toàn. Được biết, trước đó tại khu vực này đã phát hiện hai quả bom cùng chủng loại, khoảng cách mỗi quả 20 m. Khu vực phát hiện bom lần này trước đó đã được rà phá bom mìn và bàn giao với hiện trạng đất sệt. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập biên bản tạm dừng thi công nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực. Hôm qua, dự án Renew và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy đã phá hủy an toàn tại chỗ một quả bom bi và một quả lựu đạn M26 nằm sát khuôn viên trường trung học cơ sở xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Trước đó, trong giờ học thể dục, các em học sinh trường trung học cơ sở Gio Mỹ đã phát hiện một quả bom bi và một quả đạn M26 nằm lộ thiên sát ngay sân của trường. Ngay lập tức, nhà trường đã bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, đồng thời bảo vệ đội xử lý bom mìn lưu động của dự án Renew. Vào sáng ngày hôm qua, quả bom bi và đạn M26 đã được xử lý hủy nổ tại chỗ an toàn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.